thì có những cái cảnh trang trại công ty đặt những nơi như thế này nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Cảnh như thế này thì cần gì phải cho ông ăn đường. Thiên nhiên như thế này, hoa cỏ như thế này rất là nhiều mật. Không có lý do gì mà đi phải cho ăn đường hết. Thì nếu mà các bạn muốn chút nữa thì tôi sẽ cho các bạn đi tới coi trực tiếp trạm luôn. Thì nó cách đây khoảng tầm 7 đến 800 mét, nhưng mà cái này phải đi bộ lên nha. Vì không có đi xe ô tô lên được. Đi ra kia ngồi em ơi. Đi 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 kia ngồi. Rồi đi. Hả? Quay coi. Để đây luôn hả? Rồi giờ cân chưa, cái này cân chưa? Để đây rồi. Nè mặt nè. Ừ. Nó bị chấn ông rồi. Con đừng có đụng vào. Con không có đụng vào người, cũng đừng có xùa nó đi nghe. Đứng đứng đứng, chị dẫn đừng cho mấy đứa vào đây. Này tí tí với chị đứng ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi, đứng vô đó. Em coi đây, có anh Hằng ở vợ đi em coi cho. Rồi, cái vợ lên. Đó. Mèo quá trời. Ừ. Rồi, lại lại. Khỏi kể đi, kể đi. Kể đi, kể kể kể. Ông nó mạnh á. Anh nó đi. Né né chỗ đó ra nè. Né né. Rồi, đi vô luôn. Rồi, đi vô. Vậy đi. À. Tổng cộng là mấy xe hả Thành?
lên qua kim luôn. Nó chích ghê á, nó chích ghê. Thổi thổi cho anh cái bên. Rồi. Minh ơi, cho ông ăn xong đó, bật cửa đít lên cho anh nhé. Thôi rồi, được rồi.